Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Khát vọng cuộc sống. Chúng tôi ước mong quý vị và các bạn sẽ có những phút giây chiêm nghiệm sâu sắc khi lắng nghe chương trình của chúng tôi. Kính thưa quý vị, nhiều người luôn phàn nàn rằng thế giới này có quá nhiều người xấu, luôn phải đề phòng lẫn nhau. Nếu không tìm thấy nhiều người tốt, bạn hãy trở thành những người tốt bằng những việc nhỏ nhất. Cho đi một nụ cười, một lời khuyên giá trị, giúp được người khác việc gì trong khả năng, hãy vô tư trợ giúp. Nếu mỗi người đều nghĩ và làm được như vậy, thì thế giới này tốt đẹp biết bao. Và câu chuyện nhân văn mà Khát vọng cuộc sống chia sẻ ngày hôm nay chắc chắn sẽ làm quý vị và các bạn có nhiều suy ngẫm. Kính mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Kính thưa quý vị và các bạn, nhà văn Mỹ Albert Hubbard từng nói: bạn có thể là người làm nên kỳ tích, là người thông minh, ai cũng hiểu được chân lý này. Cách duy nhất để giúp đỡ mình chính là giúp đỡ người khác. Một công ty nọ có truyền thống tổ chức tiệc và rút thăm trúng thưởng vào Giáng sinh mỗi năm. Theo quy định rút thăm trúng thưởng, mỗi thành viên tham gia đều phải đóng góp 10 USD làm lệ phí. Toàn công ty có 300 người và phần thưởng chính là tổng số tiền của 300 người gộp lại, 3.000 USD. Ai may mắn sẽ được mang toàn bộ số tiền đó về nhà. Vào ngày tổ chức lễ bốc thăm, không khí náo nhiệt tưng bừng hơn bao giờ hết. Ai nấy cũng mong đợi tới giờ vàng để thử vận may của mình. Mỗi người đều được phát một mẫu giấy để ghi tên mình trước khi bỏ vào thùng bốc thăm trúng thưởng. Và trong lúc chuẩn bị ghi tên, một cậu nhân viên trẻ chợt phân vân suy nghĩ. Cô lao công Sarah là người có gia cảnh khó khăn nhất, con cái lại mắc nhiều bệnh tật, mà cô thì không có tiền để phẫu thuật cho con. Giá như cô có được số tiền này thì tốt biết mấy. Nhưng cô lấy đâu ra 10 USD để tham gia cơ chứ? Nghĩ rồi, cậu không cần đắn đo mà quyết định sẽ ghi tên cô Sarah thay vì ghi tên mình lên đó. Mặc dù vẫn biết cơ hội quá mong manh, chỉ có 1 trên 300 cơ hội, nhưng cậu vẫn cầu mong vận may mỉm cười với cô. Tới lúc chuẩn bị rút thăm, không khí hồi hộp không kém phần căng thẳng. Mọi người cùng nhìn lên khán đài khi giám đốc công ty chọn ra tấm phiếu may mắn. Ở bên dưới, cậu thanh niên trẻ không ngừng cầu Chúa. Cầu Chúa hãy giúp đỡ cô Sarah. Vị giám đốc từ từ mở mẫu giấy ra. Tích tắc, tích tắc. Mọi người đều nín thở chờ đợi đến mức tiếng kim đồng hồ cũng có thể nghe thấy. Khi nhìn vào cái tên trên tấm phiếu may mắn ấy, giám đốc bất giác mỉm cười, rồi ông đọc to lên. Và kỳ tích thật sự đã xuất hiện. Khi cái tên Sarah được xướng lên, những tràng vỗ tay chúc mừng vang lên không ngớt, tràn ngập cả hội trường. Cô Sarah vừa vui mừng vừa bất ngờ vì không biết mình được tham gia. Khi bước lên bục nhận phần thưởng, cô rối rít cảm ơn. Tôi thật may mắn, có số tiền này con tôi được cứu rồi. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Buổi tiệc diễn ra trong những tiếng nói cười và những tiếng nâng ly chúc tụng. Chàng nhân viên trẻ miên man suy nghĩ về cái kết có hậu của đêm Giáng sinh năm ấy. Bởi mọi thứ xảy ra như một kỳ tích, cậu vừa bước vào xung quanh, vừa chúc tụng mọi người một Giáng sinh vui vẻ. Vô tình đi qua thùng phiếu, thuận tay cậu rút lấy một tờ ra xem. Và lạ chưa kìa, trên mảnh giấy đó có tên cô Sarah. Cậu không dám tin vào mắt mình nên vội vàng rút ra thêm một mẫu giấy. Và một mẫu giấy nữa, tất đều có tên cô Sarah trên đó. Một nỗi xúc động dâng trào trong lòng cậu, giống như những cơn sóng thủy triều dâng lên mãnh liệt. Hai mắt cậu đỏ lên, những giọt nước mắt hạnh phúc không ngừng tuôn rơi. Cậu nhận ra một điều, thế giới này thật sự tồn tại, kỳ tích đêm Giáng sinh. Chỉ có điều kỳ tích đó không phải từ trên trời rơi xuống, mà nó được tạo ra bởi những con người có tấm lòng lương thiện quanh ta. Câu chuyện này gợi tôi nhớ đến trải nghiệm của chính bản thân mình. Đó là một buổi chiều rảnh rỗi, tôi cùng cậu bạn thân đi dạo trong ngoại ô thành phố. Đột nhiên có một cụ già mặc bộ áo nâu cũ kỹ đi tới, gánh một cánh râu chào mời chúng tôi mua hàng. Nhìn những bịch râu đã héo rũ xuống, những chiếc lá dập nát như vừa trải qua một trận phong ba. Không những vậy, lại còn bị sâu ăn lỗ chỗ rất nhiều.
nhưng cậu bạn đi cùng tôi không hề tỏ ra khó chịu mà còn vui vẻ mua liền một nửa gánh rau cho cụ. Cụ già ngại ngùng giải thích, xô rau này do lão tự trồng, mấy hôm trước gặp trận mưa to, rau đều bị dập hết, nhìn thật sự rất xấu, thành thật xin lỗi. Sau khi cụ già đi rồi, tôi hỏi bạn mình, cậu thực sự mang số rau này về sao? Bạn tôi trả lời rằng, không, số rau này chắc chắn không thể ăn được nữa rồi. Vậy cậu mua về để làm gì? Vì mình biết sẽ chẳng có ai mua. Nếu như mình cũng không mua, thì e rằng cụ già sẽ không bán được hàng. Tấm lòng lương thiện của người bạn khiến tôi vô cùng xúc động và khâm phục. Tôi chạy theo cụ già, mua giúp cụ nửa gánh rau còn lại. Cụ già thấy vậy rất vui mừng. Lão đi bán cả ngày trời, nhưng ngoài hai cậu ra thì không có ai mua cả. Thật sự, lão rất cảm ơn hai cậu. Tựa như bản nhạc có nốt bổng, nốt trầm. Cuộc sống luôn có những thăng trầm khiến ta thấy cần lắm một bờ vai, cần lắm một chỗ dựa. Và khi ta chới với giữa dòng đời, nếu như có một bàn tay sẵn sàng nâng đỡ ta lên, cho ta một điểm tựa, giúp ta vượt qua gian khó, thì tấm lòng thiện lương ấy sẽ là nguồn sức mạnh giúp ta vượt qua mọi giông bão của cuộc đời. Có một bài hát rất hay rằng, sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Lòng tốt như ngọn cỏ, dẫu bạn chỉ bắt đầu nó bằng 10 đô la hay một mớ rau đã dập nát, nhưng nó sẽ lan tỏa và bạn sẽ bất ngờ khi thấy cả một thảm cỏ xanh ngát của tình yêu thương, sự đồng cảm, chia sẻ mà chúng ta có thể dành cho nhau. Và thế giới này sẽ trở thành thiên đường mà không cần bạn phải là vĩ nhân. Đôi khi bạn sẽ thấy những gì mình cho đi quá nhỏ nhoi, đến độ bạn thấy dù có làm nó hay không thì cũng không có gì đáng kể. Đó là lý do mà nhà Phật căn dặn rằng đừng thấy việc thiện nhỏ mà không làm. Bởi vì ngay cả một cái cây cổ thụ cũng bắt đầu chỉ bằng một mầm xanh bé nhỏ. Chỉ cần bạn gieo nó như bắt đầu một câu chuyện nhỏ, nó có thể đi xa tới mức khi nhìn lại bạn sẽ không ngờ rằng nó chính là kiệt tác của cuộc sống. Chỉ cần bạn bắt đầu bằng một ngọn cỏ, thế giới sẽ trở thành cánh đồng hoa rực rỡ. Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình của chúng tôi. Chương trình của chúng tôi đến đây xin phép tạm dừng. Quý vị và các bạn hãy cùng chúng tôi chia sẻ những điều ý nghĩa này cho gia đình và bạn bè. Quý vị và các bạn hãy nhấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ các số tiếp theo của Khát Vọng Cuộc Sống. Chương trình mong nhận được những ý kiến của quý vị và các bạn để ngày càng hoàn thiện hơn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào các chương trình tiếp theo.